Trời ơi, ai như cô lộm vậy trời? Cái gì mà đi theo bà nhỏ giờ giống như đi ăn xin vậy trời? À, sáng giờ không ai cho tôi đi chơi tài chơi đá không ạ? Dạ. Vô đây hỏi chuyện chút ơi. Dạ. Sao ra nó nổi thế này vậy? Tại vì vợ nhỏ nó bào quá bào rồi. Vợ nhỏ bào tới đi ăn xin luôn rồi đó hả? Dạ. Dưới trường dầm dầm đá quyết trò báo gì đó hết trơn, không ai cho tôi đi chơi đá. Còn dẹp gì hả? Rồi dép đâu? Dép cũng bị đuổi, bị đạp này, cũng bị đuổi rồi. Lấy dép luôn hả? Dép lấy luôn rồi. Ừ. Ủa rồi anh nhớ là cái đồng hồ dây chuyền gì đâu hết rồi? À quên, hết hết trơn rồi. Hả? Vợ nhỏ bào hết trơn luôn rồi. Bào hết trơn rồi. Lấy luôn hả? Dạ. Trời ơi, đi ăn xin luôn. Tội nghiệp chứ hả? Tội nghiệp lắm rồi. Ừ. Cho nên cho nên mới giận. Bây giờ đi ăn xin luôn rồi, giờ nhà cửa nó không còn rồi, bây giờ tính đi đâu nữa? Giờ đi làm người từ thiện. Hẹn luôn hả? Bây giờ tôi đang giận lại rồi, giận lại nó bào tôi quá bào bà ơi. Ừ. Rồi bây giờ là mình con Nguyên đi... nó bào quá bào rồi. Bào hơn chim sâu hả? Ừ. Bào con của bác ơi. Có ai thấy vợ lỡ đúng đâu không? Anh đã bao đêm anh đã bao đêm ít trong ngày mộng mơ anh cũng vô đâu hôm phút anh đêm con vợ ngỏ nó bào tôi có tụng có quần nó đợi dùng dùng trời trao trăng chúng mà không có lần bạc đang chậm cậu chậm có tài sản mà cấp căn cước công dân cho chúng định tử em đã bao tháng ngày trao cho trăng cho nó bài mà có mặt buồn nghinh quỳnh giờ lắc đai nó đi truyền nguyện không có ở trong đầu bào con của bác ơi qua hết giờ ngỡ tôi đâu không rồi nó gom hết gì rồi hả vòng vàng nó gom hết rồi ha nhỏ là bảo trên ừ sáng giờ đi xin mà sao không có tiền vậy hả trời ơi lát nè bỏ em mà hái được tại vì cái mùa khô lá nó rụng mùa khô lá rụng ừ nhưng mà chút tàu rồi vợ nhỏ nó bỏ luôn rồi bây giờ đi xin ăn vậy đó hả dạ bỏ luôn khổ quá khổ rồi tối ngủ đâu ngủ chuồng heo ngủ chuồng heo luôn hả? Dạ. Tội nghiệp không? Tội nghiệp dơ luôn á. Lúc đó bào qua quá mà 4-5 vợ luôn mà. Dạ. Bộ nó quằn cái đó mới sao cung vợ vậy? Quá luôn rồi bà con ơi. Vợ nhỏ vậy cung vợ như nào đó. Xài quá xài hao á. Cung nguyên là xài hao bên hình nó đó. Vô khổ ông bố. Hai cái cùi lắng. Sáng giờ ăn gì chơi mà xỉu luôn rồi. Sáng giờ. Dạ. Sáng giờ mới đi tắm biển cho ăn gì trơn á. Có bụng nên chụp cho có cá ra trời. Con ơi, ta cho ăn hả? Rồi, đi giải xuống đây, xin đây, rồi, bà con ta cho ăn hả? Xin luôn rồi. Dạ. Rồi, bây giờ về quay lại, về vợ lớn xin lỗi hay sao? Nó anh ơi, nó em ơi, năng nữ, cho anh năng nữ. Ừ. Cho anh không em miếng để làm chủ niệm. Thì nó thiệt mà. Nó đuổi ra khỏi nhà rồi, nó không có cho không đâu. Để thì năng nữ đi. Chuyện này căng à. Hàng cháu trời mưa không đứt. Trời không mưa, anh cũng lại trời mưa. Anh chính là kêu mưa không khuyến đi đi theo vợ nhỏ chị vợ bỏ nè nào bên em cứ tắm ăn chân mà chút đời anh đừng ngỡ ngỡ tới biển qua bên vô coi coi giờ vợ lớn sao rồi vô coi hai đứa con chổng nó kìa bây giờ tới nhà hả kìa kìa đâu vô nhà coi sao nó nghỉ vợ coi cho ở lại không kìa mẹ kìa hỏi mẹ kìa lúc đó đi bỏ mẹ luôn hả à. Mẹ bây giờ mẹ cho con nó nghỉ con vô với ngọn đó mẹ vợ con hỏi đó muốn gì vô nó nghỉ đi tại này làm mình chịu không làm mà con làm vậy đó bây giờ mình làm căng được không không căng á thẳng vô luôn nam mô tây phương vợ ơi cho con nghỉ vợ ơi bây giờ người ta bây giờ vợ ngỏ bảo anh bảo anh rồi ừ. Anh bảo cho anh về với em đứng ở ngoài này, đứng ở đây. Rồi nói công chuyện rồi đi theo vợ nhỏ bỏ con bỏ vợ rồi bây giờ về đang nghỉ hả lúc anh đi anh dắt bé nó đi đó anh có dòm cái mẹ con tôi đâu mà bây giờ rồi về đây làm sao con không có bảo à, có em hứa vậy mà em quan tâm em thôi đừng hứa nữa lúc anh mới đi rồi anh cũng hứa vậy đó anh hứa anh không có tìm ai hết trơn á mẹ anh về cái chắc tìm đứa về thôi rồi là thông cảm được hả không có thông cảm tự làm tự chữa hả ừ à vậy sao vợ ơi bây giờ dàn dầm đá quý cho báo rồi vợ ngỡ nó bảo trơn rồi thôi bị nó bảo hết rồi bây giờ đây kiếm tôi dạ cái lúc anh về đây anh bảo tôi đó sao anh không nhớ ơi à, tại vì anh nổi điên lên nó mới làm vậy bây giờ anh thương em thật lòng luôn tôi không có tin anh nó không thương thật lòng gì hết trơn anh đuổi đúng không đuổi anh thì không ngại gì tôi đuổi rồi đó rồi bây giờ giờ đang nỉ vợ rồi nói sao vợ cho ở lại coi chứ bây giờ đi ra đường ăn xin nữa sao nè là anh có em có nói thật chưa không anh với em khảo không anh ca tặng em đại luôn anh đã bao đêm trong ngày mộng mơ
không có người ta hạnh phúc, còn vợ ngỡ tới bào tù có quần trôi, trời sao có quần trôi nó rất có tấm lá mộng tròn, cái áo thì lớp lăn ra đường. Ngồi xích vô đây, cho kêu vợ cho ngồi ké ké vô đây. Ừ. Nói sao mà cho vợ cho về nhà coi. Dạ, bây giờ vợ làm. Anh nhớ cái bỏ đi đó, chút xíu anh bưng luôn cái lương hương đi rồi không? Cái lương hương mà ai nhớ còn bỏ nữa là bưng theo luôn bây giờ, mà về là sao? Không mà, nhiều điều cái chuyện nó cũng... À bên, cái chuyện tới người già đi. Thôi, cái chuyện cũng đỡ đi. Nè, thôi. Thì sao anh có làm cho nó mà, bây giờ em coi cái ba cho em ơi. Cái giờ em đang... Nhà còn có 5 ngàn, hai đứa cũng xách đi luôn. Anh còn nhớ là bữa đó hai đứa nó đánh tôi cái không? Cái chuyện của đạo cũ à, em cứ ngất hoài rồi. Anh đang buồn chửi để nó nói trong lòng nè, em không tin. Đã trái tim mình muốn ứ. Phải là trái tim con giật chứ, muốn sợ. Thôi đi anh, đừng có hứa hẹn nữa. Thôi mà, vì sao á, chỗ nhiều mình là cũng lại cắm chung với nhau mà em. Em cho nó qua đi. Nói cho qua đi. Bây giờ em cho qua đi, là lần sau anh không nói ăn cho mặt mạng nữa. Anh chở nó ra làm từ thiện, nuôi em mặt hoài luôn. Giờ anh có gì nữa đâu mà để thương cho đàng hoàng. Hả? Có. Còn là hứa không à. Lúc đi giặt ngủ ha, bỏ mẹ con tôi ở nhà, hứa sao nhớ không? Hứa là anh em có tặng anh câu hả? Ừ. Anh đưa người ví dụ làm ơn, đừng thấy ngỡ nào dắt, đừng thấy ngỡ nào được đẹp, đừng ngỡ nào dừng lại nó đi chân á. Ừ, rồi cuối cùng anh dắt nó về, hai đứa đuổi tôi ra khỏi nhà. Thôi mà em chuyện cái đảo qua rồi. Cái chuyện cái đảo qua rồi em. Bay đang nghỉ đi. Đừng có đụng tôi. Không có cho đang nghỉ. Trời ơi. Nói em thì hai đứa con hay gì gia đình hạnh phúc của mình tao lỗi cho anh đi. À, hai đứa con mình cũng hạnh phúc cho lỗi cho đi mà. Dù gì hai đứa con á cũng là con của anh Hảo á, với con anh. Con ai? Con ai? Hai đứa nhỏ con ai? Con anh. Con của anh. Con anh còn nhớ nó tên gì không? Tấn Đào Phúc Dâu. Còn đứa nào Tấn Đào đứa nào Phúc Dâu không? Tấn Đào đây nè, Phúc Dâu là đây nè. Đó, bây giờ không nhớ đó. Lúc mà anh trời chăm gia đó mà anh có người ăn chăm vừa rồi em ở ngoài chăm sóc con sao rồi được không? Lo cho con tôi được, tôi cũng muốn lo thêm cho anh nữa. Đem anh về cái mai mốt anh dắt thêm đứa nào nữa về để băng cái nhà tôi cái gì anh không tin đúng không? Quên làm gì vậy? Tôi chưa chăm gia mà đường đây vẫn còn ngả nghèo, có bao nhiêu năm không làm ăn lớn lên cũng còn nghèo, phải không? Cho nên hôm nay tôi lấy vợ nghèo hơn tôi. Có nên hôm nay là đứa vẫn còn ăn xin. Anh chào. Đó bữa nay còn ăn xin luôn hả? Ừ. Bị vợ đuổi ra ngoài ăn xin tới giờ luôn. Em ơi, bây giờ anh làm ơn bà con của bác ơi. Cảm ơn bà con của bà Vĩnh Thường Quân, cậu đồng mạng đã tìm được một món ăn vợ tôi đó. Trời ơi. Em ơi. Em vui thôi. Là anh xin lỗi em. Đừng có làm sao anh không đóng nữa. Anh không có đuổi em nữa, anh hứa luôn. Anh không đuổi em nữa, nhà tôi mà đuổi gì trời. Anh không có đuổi em nữa, anh hứa mà. Dạ. Bây giờ hứa anh hơn em. Hả? Hả? Hứa bao nhiêu đó hả? Dạ. Hứa cho nghe xuống lỗ tai đi rồi tôi cho về. Sao? Hứa làm sao mà cho tôi nghe được bây giờ tôi cho về nhà hả? Rồi sao á, anh đỡ hơn em bình thường. Chăm sóc cho con, lo lắng cho em đàng hoàng luôn. Anh không bao giờ bả luôn á. Anh hứa là sẽ không bao giờ bả nữa. Sao vậy? Anh dặn em, anh mới đăng, anh xin ông mại chứ thôi. Không bỏ ai. Hả? Nãy nó không bỏ ai. À, anh không có bả em. Anh ở với em suốt đời luôn. Được chưa? Rồi đừng có buồn nữa thôi. Được gì anh có mà anh xin đã bỏ thôi đâu, anh xin được đâu. Thử chưa? Rồi sao? Rồi lỡ mai mốt dắt thêm đứa nào về nữa rồi sao? Hả? Là nào anh hứa xong là anh dắt thêm con khác về à? Đâu cũng do quá đó. Quá đó là anh với quá đó là bạn thôi. Anh với em là tình tử rồi. Anh với em không bao giờ là vợ chồng nữa. Bây giờ anh hỏi là em có chăm sóc chưa? Chưa có chăm sóc không? Ừ. Vậy là anh đi lấy cái thằng nào hơn em chăm sóc là nó cho em đi. Anh Khương Nguyên. Nè, tại vì cái ngà này là cái ngà ăn mài. Mong báo á, tôi có trả hoặc là nổi tiếng nè. Tôi không mang dạy gì đâu. Có biết thật không? Tại vì nè, bởi vì, biết không? Bởi vì người ta nói đó, nam chung lũ lũ. Có người đó đàn ông á, đàn ông là phải có râu, đàn bà thì phải có. Đàn bà phải dài chân. Còn bà, đó, còn bà có cái gì không trâu, tôi có gì không bà. Tại tôi thương Nguyên mà. Cái nhà này nè, giờ về nó nghỉ tụi mày nghỉ đó hả? Vậy thôi đi ra ngoài đi. Nghỉ đi, nghỉ đi. Nghỉ nhà nó nghỉ vợ mà nói vậy thì sao vợ cho ở lại? Vâng. Nếu mà vợ không cho ở thì đi ăn xin rồi đó. Thôi vợ nó nghỉ mà. Hùng hùng cái đi. Hùng cái đi. Hùng ta cái gì?
đó không chịu được đó. Rồi bỏ 300 đi. Bỏ 300 đi. Anh hứa trong là anh không có không dám làm nó đâu. Rồi lỡ làm gì nữa tính sao? Làm nữa thì ông dặn nó gì? Ừ. Lỡ anh dắt thêm người nào nữa về rồi tính làm sao? Con người là báo là bài sẵn luôn, không còn nói nữa. Giờ anh cũng có gì đâu mà không có nhà bài sẵn. Vâng, nếu anh còn làm đi gửi lại em bỏ luôn. Đúng không? Dạ. Hay là còn làm nữa là tôi bỏ luôn đó nha. Mà không có lại năn nỉ nữa đó nha. Rồi, anh biết rồi. Anh chỉ hứa từ nay về sau. À, anh ơi, anh dễ thích nè. Anh chưa nghĩ, anh đang chưa nghĩ tính cái chuyện mà hai đứa là đúng tới đó. Là anh với Nguyên cứ giả thôi. Anh với Nguyên chỉ là bạn bè thôi. Thật luôn á. Còn cái này là anh đánh cho con. Đa gì với con là được không rồi. Thôi lỗi cho lần này đi. Thôi để cho lần này thôi. Thôi tôi coi nó khóc quá trời rồi em. Dạ, tính bầu khóc kìa, bồng tính bầu lên luôn. Ừ. Thôi đứng cho con. Nhỏ còn nhỏ đó. Bồng nhỏ thôi. Thôi đứng cho con. Rồi vợ quay cái vòi xuống hai đứa ngồi quay ra đây coi. Rồi. Hai đứa làm hoài rồi bắt đầu vô đồng bông kiếm hai thằng đó đi. Ủa phải không anh? Anh vô đồng bông. Đi vô. Vô em. Vô đồng bông kiếm hai thằng đó đi. Kiếm hai thằng đó. Rồi. Anh có dám cầm bây giờ với cái máy lạnh tổng rồi đó. Vô đồng bông cho nó mát. Trời vô đồng bông. Vô đồng bông luôn phải không? Vô nè.